Bình thường mà ghét lượm thượm lắm mà sao nay kỳ vậy? Trời ơi, phải tùy hoàn cảnh chứ bà. Trong cái hoàn cảnh này á là phải ăn mặc như vậy. Một hồi nữa lên gặp bà già á, bà thấy tôi khổ sở bà mới cho tiền. Ê, ông khoan. Một hồi nữa lên gặp bà á, bà mới nói là tôi khổ sở lắm, thì bà muốn hiểu, muốn cho tiền tôi. Bà hiểu không? Nhớ nha. Tôi nhớ, nói bà đó, nhớ đó. Con tới trễ 15 phút rồi. Con bị kẹt xe buýt. Nếu mẹ nhớ không lầm á, thì mẹ đã cho tiền con mua xe mới rồi mà. Tại sao phải đi xe bớt? Xe lỗi mốt, con bán rồi. Con đi cái. Ai đây? Bạn. Dạ, xin chào cô. Con mà cũng có người bạn xinh đẹp lễ phép vậy đó hả? À mà nè, hổm rày á, con Yến nhà cô nó có quậy phá gì không? Dạ, Yến giỏi lắm cô. Mà sắp tới hả, Yến sắp trở thành diễn viên nổi tiếng rồi cô. Cái gì? Nè, con qua bên kia ngồi chơi chút xíu đi ha. Muốn ăn gì cứ kêu, một xíu nữa cô trả tiền cho. Cô có chuyện riêng muốn nói với Yến. Nếu con là bạn tốt của con Yến thì con nên nghe lời cô. Con hiểu ý cô chứ? Dạ. Con xin phép. Mẹ đã cấm con không được làm cái nghề sướng ca vô loại đó rồi. Tại sao con cãi lời mẹ? Mẹ bỏ con thì mẹ đâu có quyền. Con muốn làm cái gì, con muốn thành cái gì là quyền của con. Mẹ đâu cần phải quan tâm. Mẹ đi quan tâm với người đàn ông của mẹ đi. Con. Nhưng dù sao con vẫn là con của mẹ. Mẹ của con. Mẹ của con đã chết rồi. Kể từ khi mẹ bỏ con và ba đi theo người đàn ông đó. Trời ơi, nhảy lên đi, nhảy. Ôi, bà Kim. Ui. Yến ơi, anh đưa em lên phòng ngủ nha. Kim. Ổn đêm bà Kim. Ổn đi. Tỉnh lại coi. Trời ơi. Chơi cái kiểu gì á. Anh kia. Anh là ai? Vào đây làm gì? Em cứ bình tĩnh. Anh chỉ là đưa bạn em về phòng thôi mà. Làm gì mà giữ vậy? Ai mượn? Hết nhiệm vụ rồi, mời anh về cho. Giờ đi về không? Không được gọi chủ nhà nha. Anh Sơn! Anh Sơn ơi! Thôi được rồi. Em ơi! Ủa đâu? Ủa? Mấy người lại vậy thì kệ mấy người chứ. Lại vậy thì đừng ở đây đi. Đừng phải con cờ đâu. Bỏ là bỏ, gặp là gặp. Đều xấu xa.